clip giữa ban ngày nhóm đàn ông bày trò với một phụ nữ ở quận 11. Đang lưu thông trên đường ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, một phụ nữ đã bị nhóm đàn ông đi xe máy dàn cảnh móc túi. Ngày 24 tháng 1, mạng xã hội xôn xao với clip một phụ nữ chạy xe máy bị nhóm đàn ông dàn cảnh móc túi giữa ban ngày. Sự việc được phóng viên tìm hiểu xảy ra tại giao lộ đường 52, đường số 3, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 21 tháng 1. Theo đó, đoạn clip dài 39 giây ghi lại cảnh người phụ nữ đang đi xe tay ga bị một người đàn ông mặc áo đội mũ màu xanh của hãng xe công nghệ đi xe máy từ sau vọt lên dừng trước đầu xe. Lúc này, một người đàn ông đi xe máy ở phía bên trái ngã xe vào người phụ nữ. Ở bên phải, người đàn ông đi xe tay ga áp sát để người ngồi phía sau liên tục thò tay vào túi quần của nạn nhân lấy tài sản. Đoạn clip thể hiện từ phía sau và phía trước xe máy của người phụ nữ còn có ít nhất 4 người đàn ông đi trên 4 xe máy để cản địa. Người phụ nữ bị dàn cảnh móc túi lấy điện thoại và một số tài sản khác. Sau khi vụ việc xảy ra, công an phường 15 và công an quận 11 đã nhanh chóng đến hiện trường, lập hồ sơ. Hiện công an quận 11 đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự PC02 công an thành phố Hồ Chí Minh truy xét các đối tượng tham gia dàn cảnh móc túi lấy tài sản của người phụ nữ. Clip mãi đánh võng, tạt đầu ô tô, người đàn ông gặp cái kết ê chề ngay sau đó. Liên tục đánh võng, tạt đầu ô tô, người đàn ông chạy xe máy sớm nhận cái kết ê chề. Đoạn clip ghi lại tình huống giao thông giờ khóc giờ cười này được chia sẻ rộng rãi và thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Thông tin từ người đăng tải, sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 22 tháng 1 trên QL28, đoạn qua xã Lộc Bảo, thị xã Gia Nghĩa, Lâm Đồng. Theo đoạn clip trích xuất từ camera hành trình của ô tô, một người đàn ông chạy xe máy chưa biết vì lý do gì đã liên tục ép sát, đánh võng, tạt đầu ô tô này. Trước tình huống này, tài xế ô tô vẫn bình tĩnh di chuyển, không có hành vi gây khó dễ nào. Đi được một đoạn, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông tiến tới ra hiệu lệnh dừng xe. Do mãi cà khịa ô tô nên khi đến gần, người đàn ông mới phát hiện cảnh sát giao thông thấy vậy, người này không dừng mà tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn bị cảnh sát giao thông nhanh chóng khống chế, buộc dừng xe. Đoạn clip khi được đăng tải đã gây xôn xao cộng đồng mạng, nhiều người không khỏi bật cười trước tình huống nhân quả đến đúng lúc trên. Lái bằng chân, người đàn ông múa may trên xe máy. Một người đàn ông lái xe máy bằng chân và dùng tay để múa. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ người này và phát hiện anh không có bằng lái cũng như đăng ký xe.